Kiếm được cái chân này chưa? Chưa phải không? Kiếm được cái này chưa? À, biết mà. Đây toàn là những người có chánh niệm không? Xài xong rồi là vứt, phải không? À, đâu có cần quan tâm là cái gì nó ở đâu nó ra. Đây nè, người ta cúng dường cái này khoảng 2 triệu rồi cái tự nhiên mất cái cục này, là cái này vứt đi, nó gắn trong máy rồi cái cứ thế đem đi. Đó là thiếu chánh niệm thôi, chút xíu đó là thấy tu hay không tu, học cho nhiều, ghi chép cho nhiều, một chút xíu này thôi là xong rồi. Nó dính ở đâu đó thôi, trong cái máy nào đó. Còn nếu không có thì coi như nhân duyên nó hết rồi. Cho nên những việc nhỏ nhỏ, đạo Phật là trong cuộc sống hiện tại, những việc gì nhỏ nhỏ mình đều phải thấy, mình đều phải sửa, mình đều phải chuyển. Còn nếu mình không chuyển được thì chẳng có ích lợi gì cả. Người ta lên, người ta thăm, người ta thấy, người ta mất, người ta hiểu ở đây nó không quan tâm, mai mốt người ta cũng sẽ không cúng dường nữa. Thì là quý vị chẳng có cái gì. Thứ nhất là mình đã phí phạm, tức là mình phạm tội. Thứ nhì nữa là cách xa chúng, chúng nó không tin là mình tu tập đàng hoàng. Thêm chút xíu đó thôi. Cho nên làm việc, còn nếu không có thì cũng như không à. Ngồi lâu cũng vậy, ngồi lâu rồi cái buồn ngủ, ngủ gật lên gật xuống. Cảnh giới gì mình ở trong đó, ngủ ngồi chứ đâu có phải là thiền đâu. Thiền phải phát sinh tuệ. Xong chưa? Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu. Today we are going to study about the known responses theory. It's some kind of even closing your eyes, your ear, not to be receptive to the external vibration. Therefore, develop the known response karma. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái pháp vô tranh. Pháp vô tranh thưa chư vị rất là quan trọng. Nó giúp cho chúng ta định được cái tâm chúng ta. Tại vì chúng ta không có tranh chấp gì với tất cả những cái nguồn rung động từ bên ngoài. Tại vì chúng ta đã được định, cho nên tất cả những cái gì ở bên ngoài sẽ không có làm cho chúng ta dao động được.
Put in a layman term, we see here eight unwholesome attacker accompanied by the sensual pleasure and sensual feeling create a contact. Khi chúng ta đầu tiên quan sát thì chúng ta thấy cái xúc nó rất là quan trọng. Khi tám ngọn gió đời thương ghét buồn vui được mất hơn thua vân vân, nó va chạm thì nó phải thông qua mắt, tai, mũi. Nó không có thể nào mà tự nhiên ở đâu đó rồi cái nó lọt cho mình được. Nó phải thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và khi nó thông qua như vậy thì ở trong chúng ta đã có cái thức là gọi là ưa thích hay là ghét, nôm na là cảm giác dục lạc đã có sẵn. Và khi nó va chạm tám ngọn gió đời thì lập tức nó phát triển ra cái gọi là cái xúc. There's only the combination between the what we usually say eight worldly attacker or external influencer accompanied by the sensual pleasure. But the whole thing here, very simple. You can put it, it's just a vibration. No more, no less. What you see, what you hear, what you smell, only cause vibration. And the vibration attack to your eyes, your ears, your nose, your conscious, eye conscious, ear conscious. And because you have the consciousness in your mind about the certain thing, giving it some value, attached to it some value. And then when you see the destruction of the value, immediately it generates a feeling. So literally or physically, it's just vibration. But why the vibration cause a contact so strong? Nói chung ra, tám ngọn gió đời, thương ghét buồn vui được mất vân vân, chê bai xưng tục, đều đính kèm với cảm giác dục lạc. Nếu mà tám ngọn gió đời này không có đính kèm với cảm giác dục lạc thì ta đâu có phản ứng. Thí dụ như hai người hàng xóm nó chửi nhau thì ta đâu có phản ứng đâu. Nó phải có dính tới cảm giác dục lạc có sẵn. Nó chửi đó, nhưng mà nếu nó chửi mình đó, nó khác. Nó chửi hàng xóm với hàng xóm chửi nhau, nó đâu có phiền não. Ông xã hàng xóm đánh bà xã hàng xóm, mình đâu có buồn. Nhưng mà nếu cha mẹ mình á thì mình nghĩ khác. It's just vibration. And why it causes a contact, undiscriminative contact? Tại sao những cái cảm giác dục lạc và trong tám ngọn gió đời này đưa tới một cái xúc mà không có phân biệt được? Cái lý do là chúng ta đã làm quen với cái vô thức, phản ứng vô thức. We are get used to unconscious vibration responses. Chúng ta phản ứng lại những cái sự rung động này một cách vô thức. Thí dụ, for instance, somebody give you a cup of coffee. Immediately you take it and you drink. You say thank you. Thí dụ như có người nào đưa cho bạn ly cà phê mà bạn lại ưa thích cà phê. Con mắt nó nhìn thấy, cái mũi nó ngửi, lập tức nó khởi lên cái ưa thích. Và khi cái ưa thích đó chính là có suy tư gì hết đó, ta đưa cái lập tức mình cảm ơn, cái mình cầm mình uống. You never coffee. Do you care? Do you consciously think what's inside the coffee? Các bạn uống nhưng mà các bạn có khi nào phân tích trong cà phê ấy có cái gì không? Hay là người ta đưa cái lập tức là mình uống? Là lý do tại vì mình đã ưa thích cà phê rồi.
rồi mình ưa thích cái người đó nữa. À, người đưa cà phê, rồi á, cà phê ngon, vừa ý mình, cả hai yếu tố đó. À, cho nên á, mình uống mà mình cũng chẳng cần biết trong đó nó có cái gì không. You never know. The coffee, instant coffee always contain the chemical which damage to your body. Các bạn chẳng bao giờ biết rằng là ở trong cà phê ấy lúc nào nó cũng có hóa chất, bất kể tốt là hay xấu đều có hóa chất, và những cái loại hóa chất đó đều gây ra tác hại ung thư trong cơ thể của bạn. Do you care to analyze it before you drink the coffee? Just because your friend give it to you and the coffee smells so good, two conditions. The friend giving it to you, so you trust him. Second, the smell of the coffee is so nice, so you are attracted by the sensual pleasure. Khi các bạn tin một người bạn và người ta đưa các bạn ly cà phê, rồi các bạn nhìn thấy cà phê nó đẹp, cái mùi nó thơm quá, thì lập tức các bạn bị cảm xúc dục lạc này nó đô hộ. Mà các bạn quên rằng là bạn vừa mới uống ngày hôm nay uống 3 ly thôi, uống ly thứ tư nữa thế nào cũng mất ngủ, nhưng mà vẫn thưởng thức tại nó thơm quá. You just drink it just because so nice, you cannot refuse. It's so good to refuse. Nó tốt quá, nó thơm quá, không thể nào mà chối bỏ nó được. You are subdue yourself, you are slavery to your unconscious reaction because you are acting under the sensual pleasure. Các bạn bị như vậy, các bạn sẽ bị cái vô thức, phản ứng cái vô thức nơi cái sự rung động này và bị cái cảm giác dục lạc nó làm chủ. Uống 3 ly rồi, đưa ly thứ tư vẫn uống như thường. Mặc dù biết chứ sao không biết, người lớn mà biết là uống ly thứ tư này ngủ không có được, nhưng mà nó thơm quá, không thể nào mà cản được, không thể nào mà chối được. I give the example of the coffee because I don't want to offend you. So I give you the nice example. But there's many things else. You do it not just 4 times, 5 times, 7 times a day, and you still enjoy it. Somebody eating from the morning until lunch, they eat about 6-7 times, continuously eating, and after the lunch time, they keep searching for smell, for the taste, even though the Vinaya prohibit eating afternoon. But they still enjoy it, they still want something, they're searching for something. Có những người từ sáng bình minh, theo luật 6 giờ sáng mặt trời mọc lên cho tới giữa trưa, ăn ít nhất 10 lần, ăn lặt vặt, ăn cái này cái kia, tại vì suốt ngày không được ăn, chiều không được ăn, rồi nói Phật ơi, Phật đã cho con ăn từ sáng tới trưa, con ăn thả dàn luôn. Từ sáng tới trưa con ăn nào bánh ngọt, bánh kẹo, rồi là cái gì con cũng ăn hết 7-8 lần. You are slavery to your sensual pleasure, your own sensual pleasure created by your mind. Các bạn thực sự ra, các bạn ơi, các bạn đang làm nô lệ cho cảm xúc dục lạc, chẳng có cái gì tốt lành hết. No matter how many hours you practice meditation, if you cannot contain yourself, restrict yourself, and defend the sensual pleasure, you are nothing. You cannot achieve anything. Nếu các bạn không tự cả chế ngự được cái cảm xúc dục lạc của mình, dẫu là các bạn có ngồi thiền 12 tiếng đồng hồ, 15 tiếng đồng hồ một ngày đi chăng nữa, các bạn cũng chỉ là những cái tượng gỗ mà thôi, không có kết quả gì đâu. If you cannot keep the rules, you achieve nothing. Nếu các bạn không giữ giới thì các bạn sẽ chẳng có thành tựu, tại vì giới là cái căn bản. The Buddha give example, the one who doesn't want to keep the Vinaya rule or a precept, like a man without 2 legs, cannot go anywhere. He just cannot go anywhere. Impossible for him to go anywhere.
Đức Phật đưa cái ví dụ người mà không có giới giống như cái người mà què hai chân, bị gãy hai chân rồi thì dứt khoát không thể đi được tới đâu. Có ngồi thiền 15 tiếng đồng hồ một ngày thì cũng vô ích mà thôi, chẳng có ích lợi gì cả, ngồi cho nó đau cái thân thôi. Tại giới không có thì tâm không định, tâm không định thì làm sao có tuệ phát sinh. When you sit for meditation, you still thinking about eating, you still thinking about the coffee, cakes, urine, fresh food, too many things. And you keep thinking that for the whole night you haven't eaten anything. You haven't had anything at all. So you see urge, a need, or the delusion, urge to eat more. Có nhiều khi ngồi thiền suốt đêm á, không ăn, chiều 12 giờ rồi cho tới suốt một đêm không ăn mười mấy tiếng đồng hồ, không làm chủ được bản thân. Cho nên á, khi ngồi thiền nó vẫn nhớ tới thức ăn, nó nhớ tới trái sầu riêng, nó nhớ tới trái cam, nó nhớ tới miếng bánh, nó nhớ tới đủ thứ. Rồi trong đầu nó chỉ có toàn là bánh sầu riêng, nước cam, chứ nó đâu có thấy là thấy Đức Phật đâu. Mà nếu không thấy được những cái gì khác, làm sao nó thấy được sự khổ? If you cannot see the suffering, how can you contemplate to avoid the suffering and run away from the suffering? Nếu các bạn không thấy được cái sự khổ thì các bạn chẳng qua giỡn chơi thôi, nó không ích lợi gì hết. Phải thấy được sự khổ thì mới thực hành, nó mới có hiệu quả. Every day you sleep, every day you eat and you enjoy it, you subject yourself to the sense of pleasure. So how can you develop the wisdom? Nếu các bạn hằng ngày đều làm nô lệ cho cảm xúc dục lạc của chính mình thì thử hỏi bằng cách nào các bạn có thể phát sinh ra được cái tuệ? When it comes into contact, immediately it generates the feeling, maybe liking or disliking, angry or greed. Khi mà xúc có rồi thì rất là nhanh lắm, nó trong một sát na thôi nó nhảy ra cái thọ liền. Xúc là có thọ, because you are just the ordinary people. So every time you come into contact through your eyes, your ears, your nose, you develop the feeling. Bởi vì các bạn chỉ là phàm phu, như chúng ta đều, tất cả mọi người đều phàm phu. Cho nên khi có xúc là luôn luôn có thọ. Mắt, tai, mũi, nhìn, nghe, ngửi, nếm đều là ưa thích hoặc ghét. Immediately, unconsciously, nếu các bạn có xúc lập tức có thọ, nó xảy ra liền. Các bạn không đủ thời giờ để mà nhận biết là ta đang thọ lạc hay thọ khổ, ta đang tham hay ta đang sân. When you do meditation, you feel tired, you just want to go to your room and lie down and enjoy good time. But actually, you are subject yourself to sensual pleasure. And remind you, may I remind you, sensual pleasure is Mara. Thí dụ như các bạn ngồi thiền mà các bạn thấy nó đau lưng quá, các bạn nói thôi, đi nghỉ 15 phút thôi, không có sao đâu, Phật cũng tha thứ mà. Đi vào trong giường nằm 15 phút cho nó đã cái lưng. Ngay lập tức các bạn đã làm tôi tớ cho cảm giác dục lạc. Và cảm giác dục lạc đó, thọ lạc, thì lập tức lạc đó là ma. Nó hấp dẫn lắm các bạn, hấp dẫn hơn tất cả những thứ gì khác. You cannot take any action or you destroy your willpower. You come into the position as a slavery to the sensual pleasure. Khi các bạn rời cái vị trí, lập tức các bạn đã làm tôi tớ cho ma. Ma đó là cảm giác dục lạc, nó dẫn các bạn rất là nhanh. Các bạn không có đủ sức đâu, chúng ta chỉ là người phàm thôi, chưa chứng thánh. So here, to avoid the influence, the bad damage of the contact, you need
to maintain at the high level to the full extent of the precept. Cho nên ngay chỗ này, nếu các bạn muốn ngăn ngừa được cái xúc, muốn hủy diệt nó, muốn chuyển hóa nó, các bạn phải giữ giới rất là nghiêm trì. It's not the killing or stealing, but actually it's avoiding and to be alone, to practice alone, distant from the unwholesome activity or unwholesome source. Giới ở đây không có nghĩa là trộm cắp, sát sanh, mà giới ở đây là cách ly ra khỏi những cái nguồn bất thiện. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và độc cư. Độc cư là ở một mình, đừng có dính mắt tới người ta. Cố gắng nhìn vào bên trong. You have to develop the introspective knowledge or introspective wisdom in order to see what's happened inside your mind, your feeling, your mind, and the phenomena arising in your mind, which we usually call Dhamma, but it's not Dhamma. It's just the psychological reaction we call the phenomena, psychic phenomena. Khi có yểm ly độc cơ, thì các bạn quan sát bên trong. Mà nếu quan sát bên trong, thì các bạn sẽ nhận biết những sự chuyển đổi ở bên trong, nơi cảm giác, nơi tâm và nơi pháp. Chúng ta thường thường dùng cái chữ pháp, thực sự ra nó chỉ là cái hiện tượng của cái bộ não thôi. Nó gây ra sự xúc cảm. Maintaining the precept doesn't mean that you try to do when you do meditation, and when you stand up, you fail to maintain the precept. It's no good to do in such a way. You have to do it constantly, seriously, always, along 24 hours a day. Giữ giới không có nghĩa là chỉ lúc nào ngồi thiền mới giữ, ngồi đứng trước mặt Phật thì mới giữ, còn đi ra sau bếp thì lại không giữ giới, hoặc là leo lên giường ngủ rồi không giữ giới. Leo lên giường ngủ, nghĩ lung tung là các bạn đã làm tôi tớ cho ma. Đi xuống dưới bếp, ngửi thấy đồ ăn, thấy cái mùi ngon quá, thơm quá, các bạn ngay lập tức đã làm tôi tớ cho ma. At that point in time, you subject yourself to sensual pleasure in eating, in sleeping. It's not good enough for you just sitting and seeing the Buddha statues and try to maintain the precept. And I don't know whether you can do it, even when you do meditation. Ngay cái lúc mà quý vị ngồi trước tôn tượng của Đức Bổn Sư, quý vị cố giữ giới để hành thiền, Sư cũng cảm thấy rằng là chưa chắc quý vị đã có đủ khả năng để mà giữ giới. Ngay cái lúc mình ngồi thiền, when you sit, stand still, can you maintain the precept? I doubt very much. Ngay cái lúc các bạn ngồi thiền, thân cứng ngắc như thế này, các bạn nói như vậy con đâu có phạm giới. Are you sure? You heard a story I told you already. One Zen master at one moon night, going along with the legs and seeing the lotus and enjoy the smell of the lotus. And the devas come up and say, you are breaking the precept of non-stealing. Các bạn còn nhớ câu chuyện sư đã kể cho các bạn nghe rất thường, mà sư tiếp tục kể nữa tại vì câu chuyện nó đã kể rồi, các bạn dễ nhớ. Có vị thiền sư buổi tối trăng rằm đi theo bờ hồ, hồ sen, thấy sen nó nở ra đẹp quá, có mùi hương thơm. Ngài đứng lại, ngài nhìn xem sen nó rất là đẹp, rồi ngài thưởng thức cái mùi. Ông thổ địa, ông lên, ông mắng liền. Ông nói ngài đi tu mà ngài lại còn ăn trộm, phá giới của Phật. Ông kia, ông nói tôi có ăn trộm gì đâu, tôi đứng tôi xem. Ông nói ngài ăn trộm hương, ngài ăn trộm sắc. Con mắt ngài dính vào sắc, cái mũi ngài dính vào hương, là ngài đã ăn trộm cái của người ta. Cái đó nó dính mắt gì tới ngài? See,
So when you do meditation, you close your eye, you have the firm belief or deluded or illusionary belief that you maintain the precept. Are you sure? You're not enjoying the sensual pleasure? Something come up in your mind. Brother, sister, eating, smelling, all sorts of things coming up. Within 1 hour sitting meditation, how many minutes you actually develop the wisdom through the concentration? Thử lại, chúng ta thử xét xem trong một tiếng đồng hồ khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nói rằng chúng ta giữ giới. Thế thì trong những cái giờ đó, có khi nào quý vị để cái tâm nó lăng xăng, nó về nhà, nó nhớ tới cái bếp, hoặc là nó đi vào phòng, nó nhớ cái giường, hoặc là cái tâm nó chạy xuống dưới bếp, nó nói hồi trưa mình ăn, nó dường như còn thiếu một món, thấy nhà bếp nó để ở trong tủ lạnh mà nó không cho ăn, cái tâm nó sẽ chạy xuống. Thực sự có chứ, nhà bếp nó để đó, nhưng mà nó để lúc nào khác nó cho ăn, chứ không phải ngay cái lúc nó ăn. Mà nhiều lúc nhà bếp nó cũng theo cái lệnh của sư á, nó cũng để món ăn đó, nó tinh hình lên chút xíu á, làm cho ngứa con mắt, rồi cái ngồi thiền thấy cái đó nó vô, thì ngay lập tức là chúng ta đang phạm giới. Thế thì chúng ta có giữ giới ngay khi mà ngồi thiền thân cứng ngắc không? Không. Tâm lăng xăng, phóng dật là không giữ giới rồi. That's why the rule in this center, we ask you to submit your telephone, but you didn't do it. Đó là lý do tại sao những khóa tu ở trong thiền viện này, sư đều có yêu cầu quý vị hãy tự giác nộp điện thoại lên, để cho quý vị đừng dính mắc vào âm thanh ánh sáng, đừng có nghĩ là ta sẽ còn liên lạc với người thân. Nobody can save you from the samsara. Nobody at all. Even the Buddha. So why you keep attaching to your families? Can they save you from samsara? If you think they can save you from samsara, I suggest you to go home, not to stay here. Because staying home, you can enjoy sensual pleasure, can enjoy the family relationship, it's better. Life too short. Why you be here? Nếu mà ngồi thiền mà còn nhớ tới gia đình, mong chờ có người bạn bè gọi, hoặc là điện thoại, có con cái nó gọi, giữ điện thoại, như vậy đã không thành thực. Mà người đã không thành thực thì không thể nào tu được. Mình phải thành thực với chính mình. Cho nên sư lúc nào cũng vậy, để cho quý vị tự giác. Tại vì sư biết quý vị không tự giác thì quý vị lãnh cái quả. Nhân quả rõ ràng lắm. Nếu quý vị giữ điện thoại, cái tâm nó còn nghĩ sẽ liên lạc người này, sẽ liên lạc người kia. Nếu quý vị còn giữ tiền, quý vị nghĩ là tôi sẽ đi mua cái này, đi mua cái kia. Nếu quý vị giữ vài cái hộp sữa ở trong phòng, quý vị nói lúc nào đói tôi pha sữa tôi uống, tôi không có sao hết. Tức là lúc nào cũng nghĩ có cái gì đó để mà dính mắc. Mà nếu có cái gì đó để mà dính mắc thì làm sao mà yểm ly? When you still think that you have something available to you, you are actually your mind, it's not the body, but your mind attached to it. You're so scared if you don't have the milk. You're so scared if you don't have the sugar in your room. You forget one thing vitally important. Distance yourself from all the unwholesome words as a precept. Because all of them will cause a contact. You see it, contact and the feeling, liking, and immediately nobody can stop you from the samsara. Khi các bạn để một cái hộp sữa, lập tức con mắt nó nhìn thấy là nó khởi lên cái ưa thích, là xúc, là ưa thích, là thọ. Thọ thì nó nhớ, ngồi thiền nó vẫn nhớ tới cái hộp sữa, đi ngủ nó vẫn thấy cái hộp sữa, lúc nào có cảm giác đói là ra đó, là uống sữa. Như vậy các bạn sẽ tiếp tục sanh tử luân hồi, không có ai cứu các bạn được đâu. The Buddha cannot save you when you continue take the action against the Buddha instruction. Đức Phật dạy cho chúng ta yểm tất cả những cái gì chung quanh, đừng có thấy trong phòng thiền chỉ có một cái chỗ nằm thôi và cái bồ đoàn để ngồi. Lúc ban đêm không muốn làm phiền ai, 1-2 giờ khuya muốn ngồi thiền một mình ngồi, là nguyên tắc nó là như vậy. Không giữ một cái gì hết, không có hộp sữa, không có hộp bánh,
À, không có một gói cà phê. Trong phòng sư còn một một đống cà phê ấy, người ta mới cúng dường á, sư đang vì cái người ta đến, người ta cúng dường thì mình phải thọ nhận cho người ta có phước. Và đang nói với nhà bếp á, là làm ơn khiêng mấy cái đó đi ra đi. Last few weeks, the manager of the center offered me very good storage for my everything belongings. Very beautiful. And they forget one thing. I cannot accept it. And they push it in my room. I said, please, as a monk, I have to maintain the precept. I cannot take the luxurious item. Luxurious doesn't mean that's too expensive, too good, but luxurious to my eyes, to my ears, to my touch. I cannot allow myself to do it. Tháng trước, quý vị ở trong ban hộ từ rất là hoan hỷ, đi mua đâu một cái tủ rất là đẹp, nói để cúng dường cho sư, nào bông hoa rồi kiếng này kia đủ các thứ. Đẩy vào phòng sư, lúc sư vừa bước ra sư thấy sư giật mình, sư nói giới luật đâu có cho phép xài mấy đồ này. Thôi quý vị làm ơn đem đi. Người ta nói không sao đâu sư, cứ để đi, gỡ mấy cái bông ra nó còn kiếm không. Sư nói giới luật không có cho phép, không cho phép nằm giường cao, không cho phép sử dụng đồ sang trọng, quý phái. Tại sao vậy? Cái đó là vật chất, nó không ảnh hưởng gì tới mình. Nhưng mà con mắt mình nhìn lập tức mình xúc nè, rồi mình thọ nè, thích quá, thích thì là tái sanh thôi. Nó rất đơn giản, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên trong phòng, nếu người tu chân chánh đem đồ ra ngoài hết, không giữ một cái gì hết. It's up to you to do it. The Buddha instruction is distance yourself from any unwholesome source. Distance yourself from the sensual pleasure. Đức Phật dạy cách ly, và cách ly các cảm giác dục lạc. Nếu còn để trong phòng một hộp sữa, hộp bánh, thì là mình còn dính líu tới cảm giác dục lạc. Nobody want that. You don't want to come back this life in different form. Các bạn đâu có muốn là chúng ta sẽ tiếp tục tái sanh ở trong cái hình dáng khác. You can leave it in the kitchen, and if you put the label, my name's whoever, Mr. A, Miss B, nobody touches. You see in the kitchen, too many food, nobody touches. Giả sử như các bạn nói rằng cái hộp sữa này của tôi, thì cứ việc gắn cái tên lên, đây là sư gì, đây là sư cô gì, cái này của tôi. Quý bạn thấy ở dưới bếp á, đồ một đống người ta còn không có đụng tới mà. Thì bây giờ mà nếu mà cái hộp sữa của mình mà mình thích quá, mình cứ việc gắn tên mình lên, chẳng có ai đụng đâu, bảo đảm quý vị còn y nguyên nè. 3 năm nữa nó cũng còn y nguyên nè. Đồ ở trong bếp tức là đã được cúng dường rồi, còn không có ai đụng nữa, huống hồ gì đồ mà gắn tên quý vị lên là sẽ không có ai đụng. In that way, you are distant yourself from the sensual pleasure. Chỉ bằng cách đó các bạn mới có thể giải quyết được cái yểm ly ra khỏi cảm giác dục lạc. Tức là trong phòng không có cái gì hết, chỉ có một quyển tập để ghi chép, một cái bồ đoàn để ngồi, một cái gối để dựa lúc mà mỏi, có vậy thôi. Thì như vậy mới mở miệng nói rằng tôi đang trên đường đi tìm sự giải thoát. Only by that way you can declare yourself, yes, I am on the pathway for liberation. Otherwise, you are not telling the truth. You second precept, break of second precept, which is telling a lie. Không những là đi trộm cảm giác dục, mà lại còn thêm một cái là nói không sự chân thật, là thêm cái tội đó nữa, là hai cái phá giới, thấy chưa? Chỉ cần một cái hành động nho nhỏ thôi là đã phá giới tới hai cái rồi. When you try, when you attempt, and you enjoy the attempt to break the precept, you think you can get the liberation. Khi các bạn cố tình
để phá giới, rồi các bạn nghĩ là các bạn chúng ta cùng nhau là có thể đạt tới Niết Bàn không? It's up to you to think. I don't have to tell you anymore. Tùy các bạn thôi, chứ sư không cần nói nhiều về vấn đề đó. When you develop the feeling, always your body emotionally react to the sensual feeling. Khi cái thọ nó phát sinh ở trong tâm, thích hoặc ghét, lập tức cơ thể các bạn đều có phản ứng cảm xúc. That is an unconscious reaction because it's emotional reaction. Don't believe that people say you need emotion to create intelligence. It's not applicable in the Buddhism at all. You have to manage it. Khi cái thọ cảm xúc nó phát sinh thì lập tức chúng ta phản ứng lại cảm xúc đó. Một là thương, hai là ghét. Nếu nó vừa ý ta thì ta thích. Thích thì ta gọi là tham. Mà nếu nó không vừa ý ta, ta khó chịu. Cái khó chịu ấy gọi là sân. Tham sân nó phát triển liền liền à, không có chạy được khỏi nó đâu. Các bạn sẽ trở thành chúng ta, tất cả những người nào thực hành không đúng thì phản ứng như thế này, phản ứng theo cảm xúc là đều trở thành ra con cái của ma chứ không phải con cái của Phật nữa. When you react to the external vibration emotionally, it doesn't matter you are acting with conscious or unconscious, but you react with the emotion. Don't believe that people that you need the emotion to develop the intelligence. It doesn't apply in Buddhism. Đừng tin rằng có nhiều người, sư thấy có nhiều ông sư tự nhiên tuyên bố nói rằng cần phải có cảm xúc thì nó mới có thông minh. Nếu không cảm xúc thì không thông minh. Điều đó sư không dám nói. Có thể là khoa học đúng, có thể là y học đúng, nhưng mà khẳng định nó không đúng với Phật học. Buddha said you have to manage emotional feeling. You have to distance yourself from sensual pleasure and emotional reaction. The Buddha teaching is precisely clear. And I don't care what people think about that. Sư không quan tâm tới cái chuyện là người ta nghĩ rằng có cảm xúc thì mới có thông minh. Phật dạy tránh xa sự cảm xúc, cách ly sự cảm xúc dục lạc tránh xa. Why? Because every emotional reaction will lead you to the craving, desire. Tại sao thế? Tại vì Đức Phật dạy rất rõ, hễ phản ứng lại cảm xúc dục lạc thì lập tức sinh ra cái ái. What are you craving? Các bạn ái cái gì? Ái cái gì đấy? You actually you develop self attachment to self and ego. Thực sự ra các bạn đang từ nơi cái ái này các bạn phát triển ra cái tự ngã. Cái đó có là của tôi, cái cảm xúc đó là của tôi. Và hễ có tự ngã thì nó lại có tự ái. Tự ngã và tự ái nó dính với nhau. Cho nên á, therefore, when somebody tells you the truth in something, you just ignore it. You just walk away. Because why? Because you got the feeling, emotional feeling. You say you are attaching to the good feeling, but it's wrong. It's just a sensual feeling. And somebody advise you, you walk away because you develop self, very big ego as well. Khi các bạn phản ứng cảm xúc, dẫu là có một người nào đó chân tình lại nói với bạn, bạn ơi, bạn đang phát cái triển cái tự ngã nguy hiểm cho đường tu của các bạn lắm. Lập tức các bạn không thèm nghe. Các bạn vờ, các bạn đi uống nước, các bạn quay đi chỗ khác, các bạn không thèm nghe. Tại vì cái đó nó làm cho các bạn mất đi cái cảm hứng, đang hứng khởi về là cảm giác dục lạc. Bây giờ tự nhiên có người nói cảm giác dục lạc dẫn tới địa ngục. Thôi tôi không muốn nghe cái ông đó nữa, tôi không muốn nghe cái bà đó nữa. And that lead to the struggle in your mind. Because on the one hand, you enjoy the sensual pleasure. On the other hand, you want to liberate yourself. Và đó là xảy ra cái sự tranh cãi ở trong đầu các bạn. Sự chống đối trong nội tâm.
Một bên là các bạn ưa thích cảm giác dục lạc, muốn tiếp tục nghe nếu có ai nói cái gì, rồi sao nữa, kéo dài hoài. Nhưng mà đồng thời, nếu các bạn tu, nó sẽ có một cái lực khác ở trong đầu các bạn. Này, nguy hiểm, ta muốn giải quyết vấn đề sanh tử. Và hai cái đó luôn luôn nó đánh nhau. Cho nên á, mới tạo ra tình trạng tranh luận với nhau. Because there is struggle in your mind, it's manifested in your behavior. Therefore, you keep arguing, criticizing the other, right or wrong, or good or bad, and you develop the eighth trouble, influencer. Và khi các bạn tranh cãi trong đầu, thì các bạn sẽ có những cái phản ứng biểu hiện ở bên ngoài đối với người khác, đúng nè, sai nè, cao nè, thấp, đủ các thứ. Và tiếp tục nó lại bồi dưỡng cho tám ngọn gió đời để làm các bạn khổ hơn. Trong xã hội, người ta tranh đấu nhau đúng sai, phải trái chẳng qua là vì phản ứng cảm xúc một cách vô thức, rất đơn giản vậy thôi. Why people struggling? Because they are emotional reacting. They think themselves as a big one and always the self attached with the ego. Khi cái tự ngã nó phát sinh rằng cái thân này của tôi, ý kiến này của tôi, thì lập tức nó có cái tự ái rất là lớn. Ai đụng tới cái tôi, ai đụng tới cái tự ngã của tôi là tôi rất khó chịu. Cho nên Đức Phật mới nói tranh cãi nhau ở trong xã hội rất là trầm trọng, chỉ vì cái mê lầm chấp thủ vào các cảm xúc dục lạc, dính mắc tới những cái tám ngọn gió đời nó đưa vào. Nó đơn sơ vậy thôi. So what are we trying to protect, try to defeat, and try to criticize? What are we doing? Thế thì ở đây chúng ta đang phản đối, phân tích, chỉ trích cái gì đấy? We are actually criticizing our emotional reaction to protect the self-identity, the existence of our myself and my idea. And that come up with the ego. And when I have the big ego, I try to conquer everybody. Everybody is wrong. Only me is right. The Buddha say, how silly you are. Because somebody during the Buddha lifetime criticized him and criticized his doctrine, his teaching, and he advised his disciple. Forget about whether they abrade you or they criticize you. All of them will obstruct to your practice. Vào thời Đức Phật, có những người đã từng đến nói với các đệ tử của Ngài, chê trích, khen, ca tụng. Và khi những người đó về nói lại với Đức Phật, Đức Phật nói hãy quên nó đi. Người ta có chỉ trích hay người ta có khen, người ta ca tụng, cả hai đều là cản trở cho con đường tu học của chúng ta. That's why Buddha say non argument internally, so that you can gain the peace inside. Không có tranh cãi gì với cái nội tâm thì mới đưa tới cái sự bình an trong nội tâm. Here, emotional generate inside, not outside. Very clear. Ở ngay đây chúng ta thấy rất rõ cảm xúc dục lạc là nó nằm bên trong, chứ nó không phải nằm bên ngoài, nó không phải là cục đá, nó không phải trên trời rớt xuống, mà nó nằm bên trong này. Cảm xúc dục lạc, cảm xúc dễ chịu, cảm xúc khó chịu đều nằm trong này. Và chúng ta tiếp tục tranh cãi với nó, như thế là đúng, như thế là sai. Và Đức Phật nó quên nó đi, tại vì đúng sai đều cản trở bước hành trì của chúng ta. Đều là cảm giác dục lạc. Both of them constitute sensual pleasure, sensual feeling. So the better way, you have learned already, you have to analyze it. You have to have the experience responses consciously.
Cho nên á, các bạn đã học rồi, hôm nay sư nhắc lại thôi, chúng ta sẽ đối ứng đáp lại những cái lời phân tích đó, những cái lời chỉ trích đó bằng cái sự phân tích và có ý thức. You only tell the truth, you're not trying to protect your idea. Các bạn chỉ cần nói cái chân lý thôi, đừng có bảo vệ cái luận thuyết của các bạn. Wrong or you are right, it causes struggle again, fighting, conflict again. Đừng chê người ta sai, đừng nói rằng chỉ có bạn là trúng, và như vậy tiếp tục lại tạo ra cuộc tranh đấu. It's not external conflict, but internal conflict. It damages severely your practice. Và như vậy nó không có ảnh hưởng gì tới sự mối quan hệ của bạn với người khác đâu, mà nó ảnh hưởng tới cái việc hành thiền của các bạn. Tại vì trong tâm các bạn lúc nào cũng có sự tranh đấu, như thế này là đúng, như thế kia là sai. Và như vậy cuối cùng các bạn chẳng được gì cả, đều là tranh đấu. So when you critically analyze it, you respond with the experience and you develop the distance from every influential source. And that leads to the wisdom of the distance. Khi các bạn phát triển được cái phân tích đối ứng mà không có bị xúc cảm dục lạc thì các bạn dễ dàng yểm ly. You are distant from people. In the sutra here, there's many way. They say some go to the forest, but also they say not to attach to the six external factor. In the Mahatukka Khanda Sutra, on page 160, the volume 1, the Buddha say, you have to develop the wisdom to understand the danger of the sensual pleasure in the form, in the feeling, and you have to understand it's too danger. The danger is behind the sweetness, and that cause, that's lead to the wisdom. Và trong bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn, trang 160 của Trung Bộ, Thế Tôn đã nói rất rõ, những vị nào đã thật tuệ tri vị ngọt của sắc pháp là vị ngọt có sự nguy hiểm, sự xuất ly là sự xuất ly như thế này, thì họ hiểu biết sự nguy hiểm như vậy, nhất định có tuệ tri sắc pháp và hiểu biết như vậy sẽ không có chống đối nội tâm. Tức là khi mình thấy rất rõ sắc pháp mà cái nguy hiểm của dính mắc tới sắc pháp, tức là cảm giác dục lạc, và thấy được sự nguy hiểm như vậy, ta cách ly thì ta cũng không có tranh cãi nơi nội tâm. The struggle in your mind tested in a different way. I give you one example. You put the milk in your room, and when your eyes see it, you say, drink it, drink it. The temptation to drink it, because it's a consciousness developed for many days. When they see the milk, immediately they want to drink. Sư cho một cái thí dụ đơn giản. Thí dụ quý vị để cái hộp sữa trong phòng quý vị. Quý vị nhìn thấy hộp sữa, lập tức con mắt nó nhìn thấy. Nếu chưa tu tập giỏi thì nó sẽ bảo uống đi, uống đi, uống đi. Cái thân nó lập tức nó thói quen rồi, nhìn thấy là nó kêu uống đi. And your mind, if you're not practicing well enough, you cannot control your mind, you surrender. Nếu các bạn không có luyện cái tâm mà cứng, thì các bạn sẽ đầu hàng ngay cảm xúc đó. And you will tell the Buddha, Buddha, please leave me alone for a few moments. I'm drinking the milk and then I come back to the Buddha.
Và ngay lúc đó các bạn sẽ thưa với Phật: Phật ơi, Phật đi chỗ khác chơi chút xíu đi, để con uống cái ly sữa này đã, rồi con sẽ quay lại, con tiếp tục nghe lời Phật. When you put the milk in the hot water, the smell coming up, sensual pleasure, and actually even at that point in time, you are son and daughter of the mother. Và ngay cái lúc các bạn đổ sữa vào, quấy nước sôi lên, chưa kịp uống đâu, cái mùi nó bay lên, cái mùi thơm nó bay. Ngay lúc đó các bạn đã là con trai, con gái của ma rồi. You are no longer son and daughter of the Buddha. Tại vì ngay lúc đó các bạn chẳng có là con trai, con gái của Phật nữa, mà là con trai, con gái của ma. Đầu hàng cảm giác dục lạc. There's always the struggle in your mind. Until you conquer the sensual feeling. Luôn luôn có cuộc tranh cãi ở trong tâm các bạn về những cảm giác dục lạc ưa thích là thói quen, tức là cái nghiệp, cho tới khi nào các bạn làm chủ được nó, đánh thắng nó. And when you have the feeling, immediately, if you are not well trained, immediately it transfers into the craving. The craving what? Ngay khi đã có thọ thì lập tức nó được chuyển sang ái, tham ái. Nếu các bạn không tu tập thuần thục, đây là cái điều rất quan trọng. You need the analytical or investigation skill, without which you never get anywhere. You immediately translate it into the craving. But what kind of craving are you translated? Nếu các bạn thọ thì lập tức nó sân ái liền. Nhìn lắm, nếu các bạn không là cái người tu tập giỏi, có kinh nghiệm, it doesn't necessarily take time for you to develop. The time is nothing. It's not accountable for your responses. Cái thời giờ, thời gian các bạn tu học, nó không có giá trị gì trong cái vấn đề các bạn làm được cái chuyện này hết. Somebody can develop early in one day and it stay with them forever. And somebody spend about 30 years and they cannot develop it. Cái thời giờ để huân tu cái này nó không có quan trọng đâu các bạn. Có những vị chỉ cần một ngày, hai ngày thôi, họ nhập thất, họ cương quyết họ làm, và họ có cái tuệ phân biệt, và cái tuệ đó ở với họ suốt cuộc đời, hành trình của họ. Nhưng có những vị 30 năm vẫn không có phát triển được tuệ phân biệt. Why there is a big difference? A simple here. Sense of pleasure. You have to distance yourself from the sense of pleasure. You have to stay alone. Don't listen to anything. Close your eyes, your ear. When you see something, you want to do something, you want to say something, you are not actually residing alone. You are indulging yourself in the sense of pleasure. Khi các bạn độc cư, yểm ly, thì các bạn mới có thể phát triển được tuệ phân biệt. Yểm ly là cách xa những cái nguồn, chẳng hạn như điện thoại, báo chí, hay là nhìn, nghe, ngửi, nếm. Cách xa nó đi, tại vì những cái đó đều ảnh hưởng tới các bạn. Và các bạn phải độc cư. Độc cư đây không có nghĩa là đi vào rừng ở một mình, mà đừng có bị cuốn lôi theo người ta. Người ta nói: cô ơi, nấu cơm như thế này nó ngon không? Con nấu như thế này được không? Nếu người ta thật tình ta hỏi, thì mình dòm cái nói: thôi được rồi, hay là thêm chút muối, xong rồi chấm dứt. Không, nó thấy cái này phải thêm cái kia, đứng một tiếng đồng hồ, lập tức đâu có độc cơ. Như vậy là mình đang bị lôi cuốn theo những cái vọng cảnh bên ngoài. Yểm ly nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, mà thấy cái đồ ăn ngon quá, làm sao yểm ly, con mắt nó ưa rồi. Trong phòng chứa nào sữa nào, bánh lúc nào buồn buồn nhích gái bỏ trong miệng, ông Phật đi vắng rồi, rồi bạn bè nó cũng ở phòng khác rồi, nó đâu có thấy đâu. Tất cả những cái đấy là cái gì? Là cảm giác dục lạc đang làm con của ma. When you break the precept, immediately you are son and daughter of the Mara. Khi các bạn phá giới,
lập tức các bạn là con của ma. Giới đó là gì? Ngăn ngừa cái cảm giác dục lạc thôi, chẳng có gì hết. Nhìn, nghe, ngửi, nếm, phải yểm ly nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Yểm ly nơi thân là sao? How to distance yourself from the body feeling? How? You think you have to go to the forest or go to the jungle? Yểm ly thân có nghĩa là không phải có nghĩa là đi vào rừng, không phải là leo lên núi. Distance from the unwholesome attraction, source of attraction, source of sensual pleasure. Yểm ly đây là yểm ly cái thân, tránh ra khỏi những nơi mà nó có gây cảm giác dục lạc. What are they? Đó là cái gì? Cái gì mà làm tạo ra cảm giác dục lạc? Nó là cái gì đấy? One, telephone. Two, smell of the meal. Three, good bed. Four, enjoy the music. Five, engaging in the endless discussion for nothing. Một là cái điện thoại tạo nên cảm giác dục lạc, nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm đều ảnh hưởng hết. Hai, nói chuyện với bạn bè. Ba, ngủ nghe, thấy cái giường là dính tới cảm giác dục lạc, là đâu có độc cư đâu. Bốn, nhìn thấy hộp sữa, lập tức bị nó làm chủ liền. Ta chỉ làm đầy tớ cho nó thôi. Nếu các bạn để cho những thứ đó nó làm chủ, cái đường đi tới giải thoát xa vời vời. If you let all of them dominate you in the real life, the distance from here to the Nibbana so long, it's like under the heaven, so cloudy, nobody can see it. Khi các bạn vẫn để cho những cảm xúc dục lạc nơi cái giường, cái chỗ ngồi, rồi nơi cái miếng sữa, cái ly này phải ly của tôi, cái bình này phải bình của tôi, bình nước sôi này tôi nấu là bình của tôi mua ở ngoài về. Tất cả những cái cảm giác mà rất là ngộ nghĩnh đó, nó sẽ đưa các bạn trở lại cuộc sống thế gian, và cái con mắt của các bạn muốn nhìn thấy cõi niết bàn thì chỉ thấy toàn là sương khói mà thôi, xa vời vời. Why? Because you enjoying, indulging yourself and enjoying the sensual pleasure, and there's no sensual pleasure in the Nirvana. Bởi vì con mắt, tai, mũi của các bạn nó ưa thích những cảm giác dục lạc, và thưa các bạn, không có những cảm giác dục lạc nào hết ở niết bàn. There's nothing in the Nirvana, nothing as such, nothing as you are doing. Ở niết bàn không có sữa đâu. You better to stay here, don't go to the Nirvana, because over there there's no milk, there's no bed for you to sleep. Because nothing exists in the Nirvana. It's wholly free from any pollution. In the Dhammapada, Buddha say clearly, there's only two way. Because there's only two way. One leading to the samsara, return to the worldly life. Another one get into the Nirvana. So it's up to you. There's only two way. No alternative. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rất rõ, này các chư tỳ khưu, đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy ghi nhớ rõ ràng, không có con đường thứ ba đâu, quý vị, không có con đường thứ ba. Chỉ có hai con đường đó thôi. Một là con đường chạy theo cảm giác dục lạc thì tiếp tục tái sanh trong cảnh giới này, tại vì sự ưa thích các cảm giác đó không thể nào yểm ly độc cư nổi, thì tiếp tục ở đây, đó là con đường thế gian. Bởi vì niết bàn chẳng có cái gì cả, niết bàn gọi là tịch tỉnh, không có ngã, cũng không có ưa thích, cũng không có gì hết. Don't dream that when you go to the Nirvana, you can enjoy it because too many things, two devas and singing, meals and everything, you can enjoy it. It's very good. You try it, you will see the Nirvana. Đừng có tin rằng đi tới cái niết bàn là ở nơi đó sướng lắm,
Muốn ăn là có ăn, muốn sữa là có sữa, có người cung phụng, có tiên nữ nó cung phụng. Ở nhà thì có vợ, mà lên tới Niết Bàn rồi đó là 72 tiên nữ nó cung phụng. Don't dream that when you stay at home, you have only one wife. But when you go to Nirvana, you got 72 wives. Don't dream about that. It's just illusion. Đừng có nghĩ rằng khi đi tới Niết Bàn là cái gì cũng có để mà hưởng thụ. Điều đó sai lầm lớn. Niết Bàn không có cái gì hết. There's nothing in Nirvana. So you better change your mind now. If you say Nirvana has nothing, so you don't want the Nirvana, you keep staying here, fine, no problem at all. Các bạn nên thay đổi ý kiến của các bạn đi. Nếu các bạn thấy rất rõ như sư nói, Niết Bàn là trống không, không có gì hết, thì tốt hơn hết nên ở đây, nên thay đổi ý kiến đi. You can enjoy it now. Nobody prohibit you. Nobody stop you. Even the Buddha, he doesn't stop anyone. Các cảm giác dục lạc mà các bạn thấy là các bạn thích cõi này, thì đừng có đi tu, chơi thôi. Giống như quý vị cư sĩ nè, chuồn chuồn nè, lúc bay ra, lúc bay vô, không có sao hết. Không, còn đã đi tu rồi mà còn lại muốn cảm giác dục lạc, nào có sữa, nào có phone, rồi nào có ba bốn bộ y, rồi đủ các thứ giường nệm này kia, thì như vậy cũng chẳng có cái gì hết, lại tiếp tục tái sanh và không có giải thoát. So what is the purpose of practicing meditation or practicing Buddhism? Are we going to enjoy the sensual pleasure? Có phải mục đích chính của đi tu là để hưởng cái hạnh phúc là được mọi người cúng dường cung phụng? I'm telling you the truth. I make a confession. Every time people bow to me or offer me something, I'm so nervous. I'm so scared. Because I investigate myself, how far I practice, what kind of achievement have I done, have I attained? How do I value myself in comparison with the offering, in comparison with the respect from the community? Sư thú thật với các bạn, sư rất khổ tâm lắm. Khi mà người ta cúng dường, khi người ta lạy, đúng pháp thì phải chịu thôi, nhưng mà tay chân nó run hết rồi. Xét lại đức hạnh của mình, tu á, coi mình đã bỏ hết tham sân si chưa, bỏ được cái ngã chưa, hay là thấy nó nấu cháo ngon quá khởi lên lại muốn ăn. Như vậy á, mà xét lại đức hạnh của mình, để rồi á, mình cái sự thọ nhận nó có đúng pháp chưa. Nếu nó chưa thì cửa địa ngục bốn đường ác đạo mở ra đang chờ sẵn, chìa khóa đang nằm trong tay mình. Four bad dreams waiting for you, and the key to four bedroom is in your hand. You just open it, click, and then you enter one of them. Và khi nếu mà không có tỉnh giác, không giữ được giới, thì bốn đường ác đạo mở và chìa khóa nằm trong tay, chỉ cần vặn nhẹ cái là không biết đi ngã nào. Either become animals or become hungry gods, you never know. Có thể là thành súc sanh, có thể thành ngạ quỷ, chẳng có thể hiểu nổi. Nếu mà mình không thấy đức hạnh của mình, tu đã đủ chưa, còn tham, còn sân, còn si không, còn theo cảm giác dục lạc không, còn ưa thích ăn, thích ngủ không. You see all the sutra here. I see more than 100 places Buddha say stop eating, stop eating, stop sleeping, reduce eating, reduce eating, everything. It's just about eating. And the enjoyment with the seeing, everything, too many. Here, I put it down here, label already. You just have a look at it. Buddha say, he like us, he love us, so he say, stop, reduce, enjoying, eating, and sleeping. Đó, sư để cả hàng trăm cái dấu đó, quý vị cứ việc lên lật rồi thấy, khỏi mất công đi kiếm, ngay cái chỗ đó thôi. Đức Phật dạy, các Phật tử hãy giảm thiểu tối đa cái tham muốn, hưởng thụ, ăn và ngủ. Đấy, cả hàng trăm chỗ đó, đầy hết, để làm bằng chứng cho quý vị những cái điều mà sư nói. Phật dặn chứ không phải sư chỉ nói lại lời thôi. Tại vì nếu mà sư không đưa bằng chứng, có nhiều vị nói,
ông chỉ khỏe thôi. Tôi thích ăn, thích ngủ. If I don't give the evidence, you probably say, Master, you just pretend to say you want to stop us from eating. No, I don't want to stop you from eating. And even I encourage you to eat. I said, breakfast, you can eat as much as you can. Lunch, you can enjoy it. It's up to you. What kind of space and time, which is a rim, you create for yourself? Nobody can stop you. Có nhiều người nói, sư cứ để ý con ăn. Sư nói rõ, sư không hề quan tâm tới cái việc quý vị ăn. Sư chỉ quan tâm là quý vị có ăn trong chánh niệm hay không thôi. Chứ sư không quan tâm quý vị ăn cái gì hay ăn bao nhiêu, sư không quan tâm. Sư chỉ nhìn thôi, sư biết là người đó đang ăn trong chánh niệm. Khi cái miệng nó nhai mà con mắt nó để ở trên trời á, sư biết rồi, tâm nó phóng dật, nó đang mơ tới Hạ Long. Cái miệng nó nhai nhưng mà tâm nó tới Hạ Long. Đó. Hoặc là cái miệng nó nhai nhưng mà tâm nó tới Nghệ An. Không. Nó đi đâu mất tiêu rồi. Hoặc là cái miệng nó nhai nhưng mà cái tâm nó tới Vĩnh Long. Như vậy tức là ma ăn. The body is here but not in mind. You actually the son and daughter of the Mara. Khi các bạn ăn mà để cái tâm nó chạy lăng xăng mà không thấy đồ ăn thì coi như là con của ma rồi. Và Đức Phật dạy rất rõ, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm. Một miếng ăn nó đầy đủ thân thọ tâm pháp. Mắt nhìn là thấy ăn rồi, khởi tâm ưa thích, tức là phải biết tâm tham nó đang sanh. Và khi múc cái muỗng bỏ trong miệng, lập tức biết nó đắng cay ngọt bùi, nếu không biết thì là ma ăn. Rồi khi mà ăn thấy nó ngon quá là thọ lạc, biết là lạc sanh, lạc diệt, tâm ưa thích hay tâm khổ. Ăn cái miếng nó cay quá khó chịu, đó là tâm khổ. Mà ăn cái ngon quá muốn ăn nữa, đó là tâm lạc, tâm sướng. Hai cái phải thấy rất rõ. Và thấy các hiện tượng, có cái tham muốn ở trong tôi hay không có cái tham muốn trong tôi, nó hiện ra hay không hiện ra, đó là pháp thân thọ tâm pháp ngay trong một cái nhai thôi. Quý vị múc miếng cơm bỏ trong miệng nhai, phải thấy rất rõ cái hàm mình nó đang nhấp lên nhấp xuống, phải thấy răng nó cắn vô, đó là thân, quán thân đó, quán thân trên thân, thấy rất rõ các hoạt động như vậy. Rồi quán thọ, thấy là cái vị nó ngọt quá, nó ngon quá, thích quá, là quán thọ, thọ lạc hay thọ khổ, phải nhận biết, lạc sanh, lạc diệt. Rồi quán tâm, khi mà ăn như vậy, thấy nó ngon, cái sanh ra cái tâm hỷ, tâm ưa thích, tâm tham, tâm sân, nếu nó không vừa ý thì là tâm sân, mà ngay cả như cái tâm ưa thích, nó cũng thay đổi nữa. Every mind or citta always change, never stop, even eat within one spoon in your mouth. Tất cả cái tâm nó đều thay đổi, pháp nó đều thay đổi ngay trong cái một cái muỗng trong bỏ trong miệng thôi. At the beginning, you may enjoy the taste, you may enjoy the smell, but when you chew it for 5 minutes, you just hate it, you just want to swallow it. Khi mới bỏ vào miệng, các bạn thấy nó thơm, nó ngon, tại vì nó còn chưa có nhai, chưa có đờm rãi. Ở trong miệng nó tiết ra chưa có đờm rãi, cho nên còn thích thú. Ăn xong ngon quá, cái mùi nó ngon quá, cái khẩu vị ngon quá. Nhưng mà nhai rồi 5 phút mà tiếp tục nhai mà không nuốt sẽ nhàm chán nó. Sao thấy nó toàn là đờm rãi ở trong mình, không à? Nó dính vào trong đó. Nó chỉ muốn nuốt liền thôi chứ không muốn lâu. When you develop the feeling you want to swallow it, immediately you actually engaging in a feeling and develop the mind of hatred. Khi các bạn muốn nuốt cái miếng ăn liền ngay lập tức là các bạn đã phản ứng nó, đang tranh luận giữa tâm và thân, đang tranh luận có nên nuốt hay là không, tranh cãi với nhau trong nội thân. Và sẽ cản trở cái việc tu tập của các bạn. Mới nhai thì thọ lạc, nhai một hồi thì thọ khổ. Cho nên khi thọ khổ thì sao? Chỉ muốn nuốt quét đi cho rồi. Và cái đó là cái trạng thái tránh né cái khổ, tránh né cái sân. Và như vậy sẽ không bao giờ quán chiếu được cái sân. You keep chewing, not swallowing the food, and then keep see how the anger arise, how the hatred arise.
Nếu các bạn tiếp tục nhai, tiếp tục quán chiếu, các bạn sẽ thấy cái sân của mình nó trồi lên như thế nào, rồi nó biến mất như thế nào. Và đó là cơ hội cho các bạn học. But if you don't do it, you actually subject yourself to sensual pleasure. It's too delicious. Eat more, quick, 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 quick. Otherwise, somebody will eat it. Nếu các bạn không làm được như vậy, các bạn đang làm nô lệ cho cảm xúc dục lạc. Và các bạn dòm qua dòm lại, cái đĩa nó có mấy món thôi, mấy miếng thôi. Mà ở đây đông người quá, nếu mình không ăn nhanh, không chừng có người khác múc rồi. Và như vậy tạo nên cái tâm tham và tâm sân. Và như vậy tích lũy hoài. You just waste your time. Các bạn đã phí thời giờ tu tập mà chẳng được ích lợi gì hết. Meditation is not just sitting meditation, but also eating meditation. Thiền không phải là chỉ có ngồi thiền, mà ăn thiền. Quý vị nhớ trong quyển sách sư hướng dẫn quý vị nè, ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, ăn thiền, tắm thiền, toilet thiền, cái gì mà không có. Nấu bếp cũng có thiền nữa. Bây giờ có cái gì nữa quý vị, nó chưa có đâu quý vị, chỉ đi sư làm thêm cho. Sư lấy kinh sách ra, sư làm đúng y nha, không có sai đâu, yên tâm đi. Kể cả lái xe thiền nữa. Có quý vị nói con từ ở đây đi xuống Vĩnh Long con lái nó không có được yên. Rồi có ngày lái xe thiền đó, có đủ hết, không thiếu cái gì hết đó. Ở đây sẵn sàng phục vụ quý vị, phước báu vô cùng, thấy không? Mà không có tu tập thì lỗi tại quý vị. Nếu quý vị không yểm ly thì quý vị sẽ không có tuệ yểm ly. Tại sao vậy? Tại vì không yểm ly sẽ dính tới dính mắt. Dính mắt thì là làm sao có tuệ được. Nó là cảm xúc dục lạc, nó là tạo nên nghiệp thôi. When you develop the craving, immediately you actually engaging in the dream of the existence. I, myself, I, my idea, my wife, my property. Khi các bạn phát triển cái ái, lập tức các bạn rơi vào trong cái giấc mơ hiện hữu, nói rằng có tôi đây, có ý kiến của tôi đây, có tài sản của tôi đây, có vợ tôi, có con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, ý kiến của tôi, cái thân này của tôi, tất cả cái gì cũng của tôi. And when you develop a dream of the existence, you love the idea, you entertain the idea, I, my, me. Và khi các bạn rớt vào trong cái giấc mơ hiện hữu, là mở mắt chiêm bao, nghĩ rằng cái gì nó cũng có thiệt, thì lập tức các bạn phát triển cái ngã tôi nè, cái của tôi nè, rồi cả cái tự ái cũng của tôi luôn, cái gì nó cũng của tôi. Và xin lỗi quý vị, cái thùng toilet nó cũng của tôi luôn. Khi đi toilet thấy cục phân nó của tôi nha, đừng có rửa nha. And when you indulging yourself in the dream of existence, you actually create the karma. The karma is a habit because it's revolving through contact, feeling, craving. And the karma takes you to another life. Doesn't matter whether it's a wholesome or unwholesome. It always creates the energy, and that we call delusion. Khi các bạn có cái giấc mơ hiện hữu, mở mắt chiêm bao, thì lập tức các bạn tạo nghiệp. Và dẫu là các bạn có tạo nghiệp thiện, bố thí cúng dường in kinh, như là Lương Võ Đế cất 82 kiện chùa, in cả hàng triệu quyển kinh, cúng dường cả 100,000 tăng ni, mà Tổ Đạt Ma nói không có một chút công đức nào hết. The king built about 82 big temple. And you know the king have the power and money, can build a very big, big giant temple. Nobody can defeat him. Can you build one big, big temple like the king did before? Các bạn có thể xây một cái chùa như vua Lương Võ Đế xây không? Ngài xây 82 kiện chùa, cúng dường cả 100,000 tăng, in cả triệu quyển kinh. Vậy mà Tổ Đạt Ma nó chẳng có một chút công đức nào hết. Zero. Các bạn có thể xây một ngôi chùa to như nhà vua xây không? Thế mà Tổ Đạt Ma còn nói 82 cái chùa ông xây chẳng có công đức nào hết. Đó là thiện nhé. And if you develop the unwholesome, of course it's karma, cause and effect.
Nếu các bạn làm những cái pháp bất thiện thì nó cũng tạo nghiệp, thiện cũng vẫn tạo nghiệp. Và hai trạng thái đó đều là sự rung động mà không biết, cho nên gọi là mê. Mê tức là mở mắt chiêm bao. Illusion or dreaming here, dreaming of existence. Why you dream so long? Because you don't see the suffering behind the sense of pleasure. Tại sao các bạn mê như thế? Tại vì chúng ta đã từ lâu ngày rồi quên cái khổ, quên cái vị khổ, sự thật của khổ đằng sau các cảm giác dục lạc. Đằng sau cái miếng đường là bệnh tiểu đường. Đằng sau cái miếng ăn ngon là ung thư máu, ung thư não, ung thư gan. Đằng sau cái miếng rượu là ung thư bao tử. Tất cả đều dẫn tới bệnh hoạn. Nhưng mà cái mùi nó thơm quá, cái vị nó ngọt quá, bỏ thì uống. We call the Buddha say no fighting, no conflict internally. So when you develop the peace inside, you don't want to argue with anybody. That's why the Buddha said, Thakatha never be in conflict or in debate with anybody. People come and try to argue with the Thakatha. Thakatha never create any discussion or debate with anybody. He has no interest. Đức Phật đã từng nói, Ngài không có tranh cãi với ai hết á. Toàn là người ta tới tranh cãi với Ngài thôi, chứ Ngài không hề đi kiếm người nào tranh cãi. Therefore, you don't go out and talk to the people. You say, you are wrong, I'm right. There's no such thing. The Buddha prohibit you to do so. Cho nên, sư khuyên các bạn đừng có đi tìm người khác, rồi nói, này, nhà ngươi sai, chỉ có cái pháp này mới là trúng. The Buddha instruction to all the monks and disciples is, no matter what they do, one, they criticize the Buddha and the Dhamma. Two, they appraise the Buddha and the Dhamma. Both of them cause a heavy instruction, heavy obstacle, heavy hindrance to your awakening, to your path of purification. Đức Phật dạy rất rõ, nếu có người nào họ chê, họ chỉ trích, hoặc là họ khen, họ ca tụng, cả hai pháp ấy đều làm cho cản trở sự tu học của chúng ta. Cho nên đừng vì người ta khen Như Lai, khen Phật, rồi mình mừng, mình tiếp tục nói chuyện lâu dài. Rồi đừng vì người ta chê Như Lai mà mình đâm ra ghét người ta. Cả hai cái đó đều đưa tới sự cản trở nguy hại trong việc hành trì của mình. So this is today summary of what we learned about the 12 interdependent origination and also 7 factors of the enlightenment, which is critical here. The introspective contemplation, introspective investigation. Ngày hôm nay tóm tắt những bài trước, thập nhị nhân duyên và thất bồ đề phần. Và đặc biệt, ngày hôm nay đưa tới kết quả cho quý vị thấy cái tuệ phân biệt nó từ cái chỗ phân biệt. Phân biệt nhưng mà không có tranh cãi, cho nên là vô tranh. Không có tranh cãi trong nội tại, không có đúng, không có sai. Không vì là cái điều này tốt, điều kia xấu. Thì là mình mới buông được. Very simple, if you don't have the attachment to idea, to the self, or to the methodology, so there's no point to debate about right or wrong, good or bad, a particular thing, a particular issue. It doesn't arrive in your mind at all. So in doing so, you liberate yourself from any conflict, from any attachment, because you don't have attachment, then you don't have a desire for debate to prove anything, because there is no attachment, there's no issue for you to consider. Khi các bạn đã bỏ được cái ái, bỏ được cái giấc mơ hiện hữu, thì tự trong bạn đã được bình an, cho nên bạn vô tranh, bạn không có muốn tranh đấu gì với ai hết á. Ngay cả trong nội tâm cũng không tranh đấu rằng điều đó là đúng, điều kia là sai, tại vì không còn dính mắc nữa. Nếu không dính mắc thì không có tranh đấu, không bảo vệ. Mà nếu không dính mắc, không tranh đấu, không bảo vệ, tức là đang đi trên con đường thanh tịnh hóa để đi tới Niết Bàn.
And I think I should stop here. Before I stop here, may I remind you, Nibbara has nothing in that. Don't dream that you go to Nibbara, there's a lot of good thing. 72 beautiful ladies over there. There's no such thing in the Nibbara. It's just empty. So if you enjoy the environment here, you better stay here. You don't have to practice Buddhism. You don't have to be monk or nun. Because in Nibbara, there's nothing. No enjoyment, no attachment, no right or wrong, just empty. Sư trước khi sư ngưng, sư nhắc nhở quý vị một điều là sự thực của cái Niết Bàn là trống rỗng. Niết Bàn nơi đó không có một pháp sanh, cho nên không có khổ đau, cũng như không có hạnh phúc, không có sự dính mắc, không có người, không có cơm, cũng không có sữa, cũng không có áo quần, cũng không có giường để ngủ. Cho nên nếu các bạn ưa thích những cái gọi điện có, sư khuyên các bạn đừng đi tới Niết Bàn chi, nó phí lắm. Tại vì trong đó không có gì hết đâu, đừng có mơ. Hãy ở đây tiếp tục thưởng thức những cái gì mình đang có, cha mẹ vợ chồng thân, sữa rồi bàn ghế, rồi kể cả cái toilet nữa. Toilet của mình nó cũng đặc biệt hơn, cái giường của mình nó cũng đặc biệt hơn. Chớ đi tới Niết Bàn làm gì, tại vì nơi đó chẳng có cái gì cả. Nơi đó không có sướng mà cũng không có khổ, nơi đó hoàn toàn vắng lặng. Chẳng có người bạn mà chẳng có kẻ thù. There's no enemy, there's no friend in the Nibbara. There's empty, Nibbara is empty. Không có bạn, cũng chẳng có thù, chẳng có thương, chẳng có ghét gì ở Niết Bàn hết. Cho nên nếu mà hiểu được trước như vậy, nếu các bạn vẫn ưa thích ăn, ngủ, ưa thích sữa, ưa thích mùi vị, tốt hơn nên ở đây, đừng có đi Niết Bàn. Mai mốt đi lên đó rồi lại năn nỉ sư, sư ơi cho con xuống, sư không kéo các bạn xuống được đâu. Thấy không? Nói trước như vậy không? Đi tới Niết Bàn rồi, đó không có gì hết đâu, không có vợ, không có chồng. Lúc đó giờ lại nhớ lại vợ chồng, tự nhiên nó rớt xuống đây rồi lại trách, nói tại sao giờ con quay trở lại. Tại vì ưa thích thì quay lại thôi. It's very simple. As soon as your mind still have a little, only a little attachment to the sensual pleasure, you are actually create your own space and time. We call the dream. Ngay cái lúc các bạn chỉ có một chút xíu thôi, một cái tơ hào mỏng như là cái sợi tóc của cảm giác dục lạc, các bạn đã tạo ra cảnh giới riêng của các bạn rồi. Cảnh giới nằm trong miếng ăn, cái ngủ, cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. How do you proceed to the liberation? Thế thì làm sao các bạn có thể có cái tiến được tới giải thoát? Hãy nhìn nghe ngửi nếm thích là dính mắc rồi, làm sao giải thoát? No way. You don't have the wisdom, the investigation skill, introspective investigation skill. You cannot analyze how you do it. Nếu các bạn không phát triển được trạch giác chi, các bạn sẽ không biết cái gì sẽ dẫn tới cái gì, và các bạn cứ tiếp tục làm theo thói quen, đó là nghiệp. Sướng quá, tự nhiên phản ứng là thích thú, rồi dính mắc thì tiếp tục ở đây. It doesn't matter how many hours you practice meditation, if you still enjoy the sense of pleasure in eating and sleeping, you get nothing out of the practice. Bất chấp là các bạn dành một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi thiền, nhưng nếu các bạn không chế ngự, không hiểu được cảm giác dục lạc đằng sau, cảm giác dục lạc là khổ. Già bệnh chết là khổ, sanh lão bệnh tử là khổ, ghét mà gặp nhau hoài là khổ, thương mà gặp phải chia lìa là khổ, mà chấp thủ vào ngũ uẩn là khổ. Nếu các bạn không thấy được những điều khổ đó, thì các bạn tiếp tức những cái cảm giác đó qua mắt tai mũi lưỡi thân, và các bạn đang tạo cho mình một cảnh giới mới. If you like eating unconsciously, you develop the dream of the animal. Nếu các bạn ưa thích ăn, cảm giác trong sung sướng trong khi ăn, thì các bạn đã tạo cho mình một cái cảnh giới là cảnh giới súc sanh. Và như vậy khi chết nó phải sanh làm súc sanh thôi, nó chạy đâu cho khỏi. Sống đã là súc sanh rồi thì chết là phải là súc sanh thôi. Khi sống mà ăn vô thức, thưởng thức cái ăn mà không biết cứng mềm nóng lạnh, không biết là đắng cay ngọt bùi, mà thấy nó ngon quá, thích quá,
và không thấy cái thích nó đang sanh ra, không thấy cái ái dục của mình đang sanh ra, mà chỉ thưởng thức, tiếp tục thưởng thức, rồi nhiều khi mơ mơ màng màng, mắt mở mà như chiêm bao, thì bảo đảm với các bạn đang tạo cho mình một cảnh giới súc sanh ngay trong lúc mình đang ăn. Và ngay lúc đó các bạn đã rớt vào cảnh giới súc sanh, ngày nào cũng rớt như thế, thì khi chết cái thần thức tái sanh nó sẽ đi vào cảnh giới súc sanh. You will have more legs, benefit. You see, now you have only two legs, but if you train yourself in such way, next life you have four legs, eight legs, or many legs. Nếu các bạn kiếp này có hai chân mà các bạn tu theo kiểu đó, thì sư thấy trước kiếp tới các bạn sẽ có bốn chân, tăng gia số chân, có lời chứ không? Mình tu một hồi mình có thêm hai chân nữa, hoặc là tám chân, có lời chứ, đang từ hai chân mà tăng lên tới bốn chân, tám chân, nó có lời quá chứ phải không? Ok, good luck. Enjoy yourself. We close the session today.